Tại nhà văn hóa thị trấn Lịch Hội Thượng, Tòa án Nhân dân huyện Trần Đề tổ chức mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự tàn trữ sử dụng mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 12 tháng 10 năm 2022, tại nhà thuê của bị can Thái Văn No, ấp Dòng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Công an huyện Trần Đề kiểm tra phát hiện và bắt quả tang các bị can Thái Văn No, sinh năm 1990, cư trú ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, và Trần Thanh Lẹ, sinh năm 1989, ngụ ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, có hành vi tàn trữ một bịch ma túy với khối lượng 0,1722 gram ma túy loại methamphetamine. Qua điều tra, Thái Văn No khai đã tổ chức 4 lần cho các con nghiện sử dụng ma túy và thực hiện 8 lần bán ma túy, thu được số tiền 2.450.000 đồng. Trong những lần bán chất ma túy, bị can Sơn Thăng, sinh 1988, ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, có giúp No bán một lần. Trên cơ sở những tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, tòa tuyên phạt bị cáo Thái Văn No 16 năm 6 tháng tù, Trần Thanh Lệ 8 năm tù, Sơn Thăng 2 năm 6 tháng tù về các tội tàn trữ sử dụng mua bán trái phép chất ma túy.